Bà nghị Michael Steele lại lộng ngôn can thiệp lố bịch vào Việt Nam. Bất chấp bài xã luận đăng trên tờ Washington Times tung hô Ewing Bruff, đối tượng đang bị Việt Nam truy nã đặc biệt là nhà vận động cho tự do tôn giáo người Việt Nam, cùng với những suy diễn vu cáo vô lối, đòi chính quyền Biden gây sức ép với chính phủ Thái Lan ngừng dẫn độ về Việt Nam đối với Ewing Bruff, khiến dư luận bất bình, phẫn nộ. Thì nay, bà dân biểu Michael Steele hôm 12 tháng 9 lại tiếp tục ra thông cáo báo chí chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden vì đã thất bại trong việc bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu bao gồm Việt Nam. Chỉ trích này được RFA mô tả. Dân biểu Steele đã hai lần kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo vào các tháng 3 và tháng 6 vừa qua, nhất là sau sự kiện sư bộ hành Thích Minh Tuệ bị chính quyền bắt ẩn tu. Điều đáng thắc mắc là vì sao một dân biểu Mỹ lại ác cảm chống phá Việt Nam đến mức như vậy? Hóa ra, cũng vì lá phiếu của số cử tri cực đoan cờ vàng là người Mỹ gốc Việt, nên ngày càng có thái độ định kiến, thiếu thiện chí với Việt Nam, nếu chưa muốn nói là đã trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, kích động chia rẽ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ nhằm chống phá Việt Nam. Việc bà ta tung hô, chạy tội, cổ suý cho tên tội phạm khủng bố bị truy nã đặc biệt, rồi lại kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, là cổ suý, hành động cực đoan, quá khích, xuyên tạc tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam, gây chia rẽ giữa các tôn giáo, chống phá chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, giống y như những luận điệu mà đám phản động lưu vong và các thế lực thù địch khác. Thật khôi hài khi bà ta lại lấy cái cớ Thích Minh Tuệ bị chính quyền bắt ẩn tu làm bằng chứng cho việc Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo. Trên thực tế, Lê Anh Tú còn được biết đến với tên gọi Thích Minh Tuệ, người phát nguyện tu tập hạnh Đầu Đà, một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm. Trên hành trình tu tập, Thích Minh Tuệ đã 4 lần đi bộ khắp các tỉnh thành ở Việt Nam trong 6 năm, bắt đầu từ năm 2017. Tuy nhiên, cho đến tháng 4 năm 2024, những bước chân của Thích Minh Tuệ đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người, tràn ngập trên mạng xã hội là hình ảnh đám người đeo bám, quay chụp, câu view bất chấp đi theo người bộ hành Thích Minh Tuệ. 6 năm trôi qua, Minh Tuệ vẫn vậy, vẫn đi bước chân chai sạn và một lòng tu hành hướng thiện. Sự hỗn loạn là ở dòng người đu bám theo Thích Minh Tuệ. Cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc với những hình ảnh xấu, những hành vi gây nhiễu loạn trong xã hội, dẫn đến những cuồng tín và u mê. Thậm chí khi Thích Minh Tuệ tạm thời dừng cuộc bộ hành để ẩn tu, thay vì tôn trọng quyền cá nhân của Thích Minh Tuệ, nhiều người tiếp tục tìm Thích Minh Tuệ, tìm gia đình Thích Minh Tuệ để quay phim chụp ảnh. Nhiều cá nhân, hội nhóm vẫn xuyên tạc Thích Minh Tuệ bộ hành sai sự thật. Cùng với đó, nhiều đối tượng chống phá đã lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, đưa tin sai sự thật về phân biệt đối xử đàn áp tôn giáo, bịa đặt Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức buộc phải dừng việc tu tập. Trước thực trạng này, trên truyền thông, Thích Minh Tuệ nói sẽ ẩn ở núi hàng đá nào đấy rồi xuống gần làng đó khất thực tu hành cho mình thôi. Cư trú an ổn thì mình cần như thế để học tập, người tu cũng cần thời gian an ổn, khi nào cần thiết mới bộ hành, nhưng bộ hành phải được yên tĩnh giống như 6 năm trước, không có ai đi theo. Việc Thích Minh Tuệ ngừng đi bộ khất thực nhưng vẫn là một công dân tu học dưới lời dạy của Đức Phật, đơn giản chỉ là sự thay đổi phương thức, cách thức, hình thức tu tập, sao có thể gọi là Thích Minh Tuệ bị chính quyền bắt ẩn tu, rồi những quan ngại về vấn đề tự do tôn giáo nói chung ở Việt Nam hả bà nghị Michael Steele? Có thể nói, bà nghị Michael Steele là điển hình lợi dụng bất cứ thứ gì, miễn là cái cớ để chống phá Việt Nam, để được đám cử tri gốc Việt bỏ phiếu cho. Bất chấp hành động của bà ta đã đi ngược xu hướng quan hệ quốc tế, lợi ích quan hệ song phương được thúc đẩy cho nhân dân, doanh nghiệp hai nước.